Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay vào cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, trong kỳ vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống nước Mỹ Obama, chúng ta còn nhớ khẩu hiệu mà ông ấy đưa ra chính là Change, thay đổi. Đất nước Hoa Kỳ của chúng ta còn nhiều người đau khổ, hãy Change, thay đổi. Đất nước của chúng ta còn quá nhiều người đau khổ, hãy thay đổi. Đất nước của chúng ta còn nhiều người thất nghiệp, quá nhiều người thất nghiệp, hãy thay đổi. Đất nước của chúng ta còn nhiều những người áp bức, còn nhiều những người dùng quyền lực phe phái, hãy thay đổi. Và chúng ta thấy khẩu hiệu này mang lại một làn gió mới cho giới trẻ của nước Mỹ. Và quả nhiên người ta thay đổi. Đây là lần đầu tiên một tổng thống nước Mỹ, tổng thống của da màu, cần phải thay đổi. Thế thì sau hơn một nhiệm kỳ, đất nước Mỹ đã có những gì thay đổi? Họ đã thay đổi được những gì? Làm thế nào để có thể cho người đau khổ hết đau khổ? Làm thế nào để cho người nghèo hết nghèo? Làm thế nào để cho kẻ bị áp bức không còn áp bức nữa? Đâu là căn nguyên của sự thay đổi? Thế thì có một cuốn sách, cũng thuộc dạng gọi là bestseller cho các bạn trẻ, với tựa đề thế này: Đời thay đổi khi ta thay đổi. Đời thay đổi khi chính ta đổi thay. Sau hơn một nhiệm kỳ của nước Mỹ với khẩu hiệu thay đổi, nước Mỹ đã thay đổi được những gì? Vẫn còn đầy những người nghèo. Thế giới của chúng ta biết bao ngày trôi qua vẫn cứ là thế. Làm thế nào để thay đổi? Đâu là căn nguyên của thay đổi? Thế thì cuộc đời này sẽ thay đổi khi chính bản thân của chúng ta đổi thay. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi? Ông bà nhà ta có một câu rất hay: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu như giang sơn rời núi rời non, chúng ta thấy là điều đó không dễ dàng chút nào. Thế nhưng so với bản tính của chúng ta, bản tính khó rời. Giang sơn khó là rừng nào, thế nhưng mà so với sự thay đổi của bản tính, nó còn dễ. Giang sơn còn dễ đổi, bản tính khó rời. Một ngày kia tôi có một cô gái lấy chồng, anh ấy cũng là Việt kiều. Cô này thì là người không có đạo. Sau khi lấy anh ấy thì cô ấy vào đạo. Sau hơn một năm, cô ấy từ nước Mỹ bay về Việt Nam. Cô đến với tôi, cô ta khóc nhiều lắm. Cô ta bảo rằng là: "Cha ơi, ngày xưa đó, khi con đau bệnh con khấn con hết. Mẹ con thất nghiệp con khấn cũng hết. Ba con là đi đường bị tai nạn khấn rồi cũng hết. Thế nhưng mà sao chồng con trăng hoa con khấn hoài không thay đổi. Mà con nghĩ chắc không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Không bao giờ có cái phép lạ đó xảy ra. Làm sao có thể thay đổi được cái tính tình của người chồng, cái tính trăng hoa của chồng con bây giờ?" Kính thưa quý ông bà và chị em, thế thì đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Căn nguyên của sự thay đổi chính là thay đổi chính lòng mình, chính con người của chúng ta. Và điều này gợi cho chúng ta nhớ lại bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện, các cửa phòng đều đóng kín, điều gì đã xảy ra? Thánh Thần như là một luồng gió mới thổi vào để biến tất cả các ông trở thành một con người mạnh mẽ, can trường. Phêrô của chúng ta bước ra ngoài, mở cửa ra, đi ra ngoài rao giảng cho hàng ngàn người nghe, và tất cả mọi người đều sửng sốt. Bởi đâu một người nông dân, một người gọi là trải lưới quê mùa lại ăn nói được như vậy, lại có thể nói được tiếng của mẹ đẻ? Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, căn nguyên của sự thay đổi, căn nguyên của sự đổi mới chính là Thánh Thần. Nếu không có Thánh Thần thì con người chúng ta mãi mãi chỉ là cu rích thôi,
không thay đổi được cái gì cả, bản tánh khó rời, không thể nào. Nói ra như vậy để chúng ta thấy tầm quan trọng của thánh lễ mừng lễ Chúa Thánh Thần của hôm nay. Đây được gọi là ngày khai sinh của niềm tin Kitô giáo, khai sinh của giáo hội. Nếu Thánh Thần không đến, không bao giờ chúng ta có được các tông đồ, không bao giờ những người trải lưới lại trở thành những tông đồ của Đức Chúa. Nếu Thánh Thần không đến, không bao giờ các môn đệ dám đổ máu để làm chứng cho thầy mình. Và nếu Thánh Thần không ngự đến, các môn đệ cũng không bao giờ hiểu nổi. Thế thì Thánh Thần của chúng ta với rất nhiều tên gọi, với nhiều tên gọi ấy cũng là bằng chứng rằng Ngài hoạt động biến báo khắp nơi, linh động và trong tất cả mọi hoàn cảnh, không bao giờ là ràng buộc. Người ta có thể nói Thánh Thần là hơi thở, Thánh Thần là làn gió mới, Thánh Thần là ánh sáng, Thánh Thần là lửa, Thánh Thần là nước thanh tẩy. Thánh Thần ở khắp nơi. Và giáo hội gom lại trong bảy ơn chính của Thánh Thần. Có lẽ các bạn trẻ của chúng ta cũng ít để tâm tới điều này. Ơn thứ nhất chính là ơn khôn ngoan. Ơn thứ hai, thông minh. Ơn Chúa Thánh Thần. Ơn thứ ba, ơn biết lo liệu. Ơn thứ tư, sức mạnh. Ơn thứ năm, hiểu biết. Ơn thứ sáu, đạo đức. Và ơn thứ bảy, lòng kính sợ Đức Chúa. Nếu có dịp chúng ta lên trên mạng, chúng ta học hỏi về những điều này. Ở đây với đối tượng là các bạn trẻ, tôi chỉ xin chia sẻ vắn gọn với ba ơn. Ơn thứ nhất, giới trẻ của chúng ta cần phải xin ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan ấy là gì? Với giới trẻ của chúng ta tự tin vào sức trẻ của mình, chúng ta tự tin vào sự thông minh của mình, chúng ta tự tin vào những kế hoạch của chúng ta. Nhớ lại câu chuyện của Salomon, vị vua của sự khôn ngoan, trước ông ấy không ai khôn bằng, và sau Salomon cũng chẳng ai khôn bằng Salomon cả. Salomon khôn ngoan bởi đâu? Khi ông ấy dẹp tan quân thù và thống lãnh đất nước, khi ông ấy đưa tất cả dân Israel trở về và xây đền thờ Jerusalem, Đức Chúa chạnh lòng và thương Salomon lắm, và nói với Salomon rằng: Salomon, ngươi đẹp lòng ta, ngươi xin đi, điều gì ta cũng ban cho cả. Salomon nói với Đức Chúa: lạy Đức Chúa, con là ai? Con chỉ là một phàm nhân thôi. Thế nhưng nếu Ngài đoái thương đến con, cho con một ước nguyện, thì lạy Đức Chúa, xin ban cho con một tâm hồn biết lắng nghe, để con dựa vào Ngài mà lãnh đạo dân riêng của Đức Chúa. Đức Chúa nghe thấy mát ruột, bởi vì ngươi không xin sức khỏe, ngươi không xin hết bệnh, ngươi không xin ngai vàng, ngươi không xin sắc đẹp, ngươi xin một tâm hồn biết lắng nghe, ngươi xin dựa vào lòng ta, thì này đây, trước ngươi không ai khôn bằng ngươi, và sau ngươi cũng chẳng ai khôn bằng ngươi cả. Khôn ngoan đích thực đó là khao khát tìm kiếm cái vĩnh cửu. Khôn ngoan đích thực là dựa vào Chúa. Đừng bao giờ dựa vào trí khôn của loài người. Đừng bao giờ. Khôn ngoan đích thực là hãy dựa vào Chúa, con sẽ được nên khôn ngoan. Ơn thứ hai mà xin được chia sẻ với các bạn trẻ đó là ơn hiểu biết. Ơn hiểu biết. Nhắc lại câu chuyện.